Ok anh em, bây giờ thì Khải sẽ mua một ít nguyên công thức bánh chưng. Với công thức bánh tét 5.000 lượng với công thức bánh chưng là event tiền xu anh em. Khải sẽ mua 1.000. Tại vì là cái event này thì 1.000 cái này là tiền xu anh em. Nếu mà mua 1k này là hết 7 kim. 1k này hết 7 kim nha anh em. Đó, 1k này. Cái này là được anh tiền event tiền xu này. Đấy. Còn cái này tiếp tục này. Này tiếp tục là mua 1.000 cái. Cái này là event tiền vạn nha anh em. Đây đây mình tìm vạn nha. Ui ui nhầm nhầm, má sẽ mua nhầm tiền xu nữa anh em, tại vì mình đủ rồi. Này Evan tìm vạn nha anh em. Tiền vạn là tốn khoảng 500 vạn. Với lại nguyên liệu. Nguyên liệu thì Khải đang nhờ OLED mua rồi. Tí nữa Khải sẽ giao dịch tiền bên đó. Đó. Ông kia đâu rồi ta? Qua giùm Tương Dương bán ngựa nha. Đang đổi xu. Anh Evan. Cái này cũng là 1.000 cái nha anh em. 1.000 cái. Này là event tiền vạn. Còn cái kia là nguyên liệu anh em. Nguyên liệu là gồm thịt heo này, đậu xanh này, củi khô này. Hiện tại bây giờ phải cần mọi thứ 1k thì sẽ đủ. Mọi thứ 1k sẽ đủ. Mọi thứ 1k là sẽ cần 2k anh em. Sẽ cần 2k. Sẽ cần 2k thịt heo này, 2k đậu xanh này, 2k củi khô này, anh em hiểu không? Đó. Khả này cho Khải mới nghiên cứu là Khải mới hiểu được rồi. Đó. Chuẩn bị mấy cái này, chuẩn bị anh em ơi. Rồi ok. Đây. Từng vô bán. Ok. Ơi, thôi thôi thôi. Bờ rô hả? Bờ rô có hả? Đây, Khải đang ở đâu Khải? Tương Dương Bắc nè. Khải mình bị thiếu 250 cái chạc, không đủ điểm tống kim. Vậy tí nữa cho tiền ra qua đây. Thư giao dịch. Mày lấy bánh rồi mày đưa cho anh 3 kim đi để anh còn. Đợi tí, qua đây OLED đây. Em không có tiền đâu. Đúng rồi, củi khô khó kiếm nhất hả? À? Điểm tống kim Khải còn, là tí nữa Khải xúc anh em. Đưa một kim này, cầm trước một kim này. Ở đâu, giao dịch OLED. Không cần cắt đâu. Một ngàn cái. Ở đâu, Khải ơi. Tương Dương bán ngựa. Tương Dương bán ngựa. Tương Dương bán ngựa. Tương Dương bán ngựa OLED này. 400 một bộ nha. Giá thị trường này đỡ bất công phải mở. Nhưng mà Khải đi tống kim vừa rồi Khải ra Khải mua điểm tống kim rất là đẹp. Là cái túi kim lợn thì thừa mà. Rồi, rồi, OLED rồi, giao dịch đi, tính xu này. Khoảng mấy ngàn cá rồi, cầm hết lại 3 cá đi. Thử là 2 ngàn mấy hay 3 ngàn, cầm tiền luôn này. Gần 3 nghìn. Gần 2 ngàn 8 đúng không? 2 ngàn 8 đi, 2 ngàn 8 2 ngàn 8 mà. Và giá 40 đúng không? 2.800 này nhân cho 40 này 1.120 xu giao dịch. 1.120 xu giao dịch. 1.150 đi. Ok 1.150 giao dịch. Vãi lộn. Ok. Bây giờ còn 20 xu. Đâu có lét quế hoa. Cái gì? Thiên bãi bắt mộng không? Em đéo có cái là tiền trên bãi, vãi ở luôn. Bãi cả luôn. Ok. Đi thắng tất cả 20 này. Khải mua thêm ít nữa anh em ơi. Evan Khải mới mua nữa này. Một mớ nguyên liệu luôn á. Nhiều đồ tanh lắm em ơi. Ôi con thiếu lầm đéo cầm cái đồ gì luôn. Chạy vãi. Rồi. Vãi luôn thật. Tiếp tục nha, coi tính này, đủ chưa này. 4.000 1.000 Evan tiền vạn này. 1.000 Evan tiền xu này. Rồi 11 giờ đi phong độ. 2.000 đậu xanh. Và xem đủ 2.000 đậu xanh chưa. Mình gom mình làm một lần luôn em. 2.000 thịt heo. 2.000 chạc đúng không? Bảng cho mày quản, bảng cho quản nữa. 78 xu bạn ơi. 75. Hả? Hả? 75 thôi. Xu bỏ ở đây.
hết 10 kim anh em, gần hết 10 kim anh em. Ok. Rồi ok, giờ bắt đầu mở này, đâu còn ít cái nguyên liệu này. Một ngàn. Lên học vào không? Lên như mình với. Cái gì? Rồi, tiếp tục. Mở. Thiếu khối cứ khô đúng không anh em? Hai ngàn là tính ra thịt heo thiếu nè. Có anh chị cho thân cả biến cân đúng rồi. À biến cân cún rồi. Đúng rồi, nói chung là biết sao không OLED? À, nghiệt là cá đầu xanh với thịt heo á, nó nhiều không nói mà cái chạng nó thiếu á. Nói chung là tầm 400 bù qua bù lại là được rồi. Mới nó mới Khải mới mua là 300 nè, Khải mới mua 2k 300 là 600. Nhưng mà mua 400 được rồi, nhưng mà tìm được cái chạc này, cái củi khô này nó hiếm á, nên là 400 cũng được. Đúng rồi. Rồi ok, giờ thiếu 150 chạc nữa xong nè. Ok, vô tổng kim mua nè. Đi cấn phún rồi. Bùi eo ơi, bùi eo ơi. Ờ thiếu 100 mấy chục cái nữa. Đúng không? Ôi, có cái máy điểm thôi à, ít rồi. Biển Kinh Bắc, biển Kinh Bắc. Ok, thiếu em ơi, à, lực quả có biển Kinh Bắc cái. Ok, tiếp tục. Kinh Nam. Alo, đây, đây là Bắc. Biển Kinh đang không cuốn đâu. Đúng rồi anh em. Ok anh em. Anh em đang xem livestream đừng quên cho Khải một like chia sẻ em ơi. Chuẩn bị anh em vào này em ơi. 340 anh em đang xem này, ủng hộ Khải một like chia sẻ giúp Khải em ơi. Anh em vào, anh em vào. Bắt rồi, bắt rồi. Đang qua ngược lại. Biển Kinh Nam, biển Kinh Nam. Đủ rồi anh em ơi, tầm này đủ rồi. Vừa đẹp. 172 cái. Hello anh em nha, hello Đặng, Lê Minh Đạt, hello Xê Lê, hello anh Ken, hello Gầm Nhi, hello Phan Thiện, hello Giang Cội, hello Thanh Trận nha, hello Linh Gá. Rồi, chuẩn bị ép anh em ơi. À, rồi, 60 nó đủ, 60, 45 nó đủ này. Đó, vừa đẹp. Mà cái rương này dư, không đủ chỗ. Đó, cái lần đầu tiên thì cái event này nó nhiều nguyên liệu anh em ơi. Rồi, rồi, xong, một, thiếu ít nữa, 22 cái. Còn cái phun này, cái này không đủ, dư chỗ, thiếu chỗ. Ra mua anh em ơi, Khải mới mua cứ 1k cái là 300 xu, 350 á, từ hiện bán. Còn OLED vừa rồi là bán nhanh là lấy 400 luôn, Khải cũng ok luôn cho nó lẹ anh em ơi. Quan trọng gì, có nhanh là được. Cho nó nhanh, rồi ok, bắt đầu. Có nghĩa là 400 là 4. Anh em cho một like em ơi, một like dùm Khải em ơi, một like chia sẻ em ơi. 250 cái à? Rồi, quốc mày up cấp em ơi. 100 là K6 à? F event. Ta muốn nấu bánh tét. Ok. Ta muốn nấu bánh tét. Gì còn thiếu lá chuối mua chỗ nào? À đây đây. Lá chuối đâu ta? Cẩn thận lại khê lòi à. Lá chuối đâu anh em, sao không thấy? Ta muốn bánh chưng đã chín là sao? Mua thành phẩm 10 xu. Ủa cái lá chuối này mua chỗ nào anh em? À cái cây này cạnh La Môn hả? À đồ má có cây chuối này anh em. Vãi luôn. Ủa vậy là phải 1000 cây chuối vậy? 1000 lá chuối đúng không anh em? Má cành nha. Cái này video này cũng như là hướng dẫn cho anh em nào mà chưa biết ép event anh em. Nói chung Khải cũng mới hỏi anh em thôi. Khải vừa thực hiện vừa làm cho anh em xem. Anh em nào mà chưa ép event lần nào thì cứ thử làm theo Khải nha anh em. Đó, cũng như là video này hướng dẫn anh em luôn. Khải vừa hướng dẫn anh em hướng dẫn Khải, Khải hướng dẫn anh em thôi. Ây da, má tốn mới tiền dạng nữa. Anh ơi, có anh nào đang xem stream của anh Khải á? Ừ, anh nào đang xem này? Mút tiếng đi. Được rồi, rồi. Rồi, ok, Mia. Rồi, ok. Rồi, ok. Tech mic luôn, khỏi ồn ào. Rồi, ok, lá chuối. Nấu bánh tét. À, anh em một cùi khô. Thôi thử nha. Bánh chưng rồi. Bánh chưng là cái gì? Lá chuối này nọ, ok.
Ôi, ép từng cá luôn rồi. Không buôn hạt à. Một. Even kim là 7 kim mua nguyên 7 kim mua công thức đúng không? Ôi nó phải chờ nữa ha anh em. Làm ngay á, tao muốn làm ngay á. Bánh trưng các bạn thì làm ngay. Bánh trưng đã chín rồi nha. Vừa rồi mất 50 cái bánh tao muốn nấu bánh trưng, bánh tét, bánh trưng đã chín là gì đây? Bánh trưng chưa chín xin hãy nhẫn lại á, bái lộn. Đại hiệp vẫn đang còn bánh trưng trong nồi, xin hãy lấy ra. Ủa sao cái này không làm ngay được, phải chờ nữa ta? Cái bánh tét thì làm ngay được, còn cái bánh trưng thì là phải đợi đúng không? Má bánh trưng phải đợi. Bánh trưng phải đợi 1 phút. Má. Bánh trưng đợi 2 phút là 120 giây. À canh đấy, nấu anh em ngồi ăn bánh tét chơi nha anh em. Hấp dẫn. Bánh tét thì ăn nhanh được nè. Anh em ai có bán tiên thảo lộ không? Đây là cái cấp lâu lắm anh em. Tao muốn nấu bánh tét. Ai ăn được mà. Không. Để qua 12 giờ xem mình còn ăn được. Nếu không ăn được thì mình để cho bạn Anh Tùng nha. Điểm danh cái nhẹ ok Caret Việt Nam nha. Bánh tét này. Cái này là Evan tiếng vạn nha em. Evan bánh tét này là Evan tiếng vạn nha em. Rồi ok xong bánh trưng này. À được. Tiếp tục. Ta muốn nấu bánh trưng. Ok man. 50 cái. Chờ đợi sớm 10 giây. Bánh tét này. Này là bánh tét này. Ui. Bánh tét là thiếu củ khô nữa ta. Củ khô còn 2k mới full nã anh em. Đúng không? Đúng rồi. À ok, đi mua củ khô này mà. Mình mua thêm củ khô này, chặt rừng quá. Xin hãy nhắn lại. Đợi từ mình lấy 50 cái bánh tét này rồi. Bánh trưng hảo hạng rồi mình đi anh em ơi. Thiếu củ khô. Đi mua củ khô thêm 1k củ khô nữa đã. Má nấu bánh trưng bánh tét thiếu củ quá. Rồi thiếu củ khô. Nãy chặt rừng quá anh em ơi. Khai tướng 1k đủ rồi. Đợi lấy cái bánh trưng đã chín nữa. Rồi đi mua 1k củi khô nữa là xong. Nó bán tiên thảo lộ đầy gõ lét kìa. 1k củi khô. Trên cái nhân cho 20 tính ra 20k điểm. À 20k điểm vô 40, tư nè. 40 xu. Mẹ nó cứ đòi 50-60 xu à. Ra. Cây chuối có may mắn khi anh Evan kiệt khai hả? Ghép, đây là ghép may mắn anh em, đây là ghép. Ghép mâm ngũ quả đó. Nhưng mà phải đi hoạt động ban thì mới có được mấy cái kết quả kia. Rồi ok, mình đi mua thêm 1k. Này không đủ chỗ á, nên là Khải mua có 1k. 1k củi khô thôi, không đủ chỗ anh em ơi. 1k củi khô nữa là đủ nha anh em. Hiện tại bây giờ là đậu xanh đủ nè. Thịt heo đủ nè, giờ còn 1k củi khô nữa là xong. 1k củi khô nữa là xong nha anh em. Đúng rồi, tí nữa anh quá tử chứ. Tí nữa Khải anh quá tử với lại Thiên Sơn. Không biết còn Thiên Sơn không. Anh cho nó hơn xui nè em, lỡ nó ra đồ xịn sao nè. Cái phần này đâu có gì đâu. Không có gì, ví dụ như nó ra nhiều bánh thì sao. Nó chỉ cho 3 cái thôi. Thấy ông nào ăn chỉ 3 cái. Ông nào cũng 3 cái thôi, em ăn được 3 cái thôi. Hôm qua được 3 viên tinh hồng, 4 viên thủy tinh. Đây là hên lắm rồi. À ok, hello 340 anh em đang xem nha. Anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Một like giúp Khải anh em ơi. 10 viên tinh hồng. 1k mua đủ nha anh em. 40 viên tinh hồng. Đây nha. Ngon rồi, đây là được. Chất thổ của em thì hơi khó anh ạ. Chất thổ của em thì 43 các bậc 7. Ờ về mua 1k lá chuối nữa, đúng rồi. Hiện tại bây giờ đầu xanh với thịt heo thì đầy. Còn 1k lá chuối với 1k củi khô nữa này xong. Hello. Nghe. Ơi còn cho G anh em. Còn cho G luôn không cần thoát số. À vẫn được hả? Ra thử anh em. Anh chơi vui với anh xác thật á. Ủa hồi nãy ai chưa lấy lương về thành cổ trấn hiệu thuốc giúp em nè. À ok, thằng có thoát số mà mình thoát số nãy giờ. Mình chưa lấy lương này. Rồi ok.
Dạ, ghép đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thạch cổ trấn hiệp thuốc nãy giờ anh hỏi. Mình tưởng trong shop nó không ghép được này mày. Ghép thì anh có gì anh? Đừng mở bên Tương Dương ạ, à. Lên Hoa Sơn cảnh kỳ trường ạ, à. Ok anh em luôn. Lên Hoa Sơn mở cảnh, lên Hoa Sơn cảnh kỳ trường rồi mở hơn hơn ạ, à. Ok. Ây da. Nó lách không ghép mình. Ờ, Luca là Linh có em nào bán ạc con long đao với vỏ đăng ai ạ? Vỏ đăng 850 kìa. Linh nè, alo. Anh Linh hả? Anh Linh có lương đâu mà lấy. Thế à? Thế thôi. Thế à? Hello 350 anh em đang xem anh em ơi. Cho Khả một like giúp Khả anh em ơi. Một like giúp Khả đỡ anh may mắn, tăng độ may mắn cho cái live stream anh em ơi. Đâu anh Linh? Đây. Tăng độ may mắn anh em ơi. Giận đúng không? Đúng. Cảm ơn ạ. À. Lấy quả lấy nửa thôi. Anh em nhấn like rồi tăng độ may mắn anh em ơi. Tăng độ may mắn giúp cả anh em. Đây là một nửa đúng không? Tiếp tục. Đâu đâu đâu. Dạ đủ hả? Tại đâu có đủ đâu. Có mấy chục xu à, em chết quỷ ra. Đi anh ơi, lấy đi. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Anh gom quả này kia đủ thứ. Anh chơi cho vui lấy rồi nè, OLED 2 phần nè. Chơi cho vui rồi nè. Cất tiền rồi đi, ok anh em. Để mua 1000 lá chuối ép cho xong anh em, ép cho xong rồi đi. Ây da. Thiếu 1000 lá chuối nữa nha anh em. Củi khô rồi 1000 lá chuối nữa mới đủ. Ăn xong hạng 10 á. Có khi ăn xong hạng 10 đó anh em. Có khi ẻ Khải ăn xong hạng 10 đấy. Không biết đâu. Mỗi anh em cho Khải 1 like thôi anh em. Thật cổ trấn hiệu thuốc anh sát thật ơi. Mỗi anh em cho Khải 1 like thôi anh em. 2 like không mất like anh em. 1 like tăng độ may mắn anh em ơi. Cái quả tiềm năng bây giờ bao nhiêu tiền ta? Ôi, mình lắc nè. Dính tiền quả hay nào. Tiềm năng 300 xu. Ai lấy không? Em có một quả này 300 xu. Quả đây. Ôi trời ơi. Giá tiền chi. Hôm nay thức xem anh em Evan như thế nào. Ok anh em này. Ok, thấy anh Evan cánh may mắn này. Mai là vào bờ nhá. Mở giao dịch cho mẹ cảnh sát thật thôi. Thấy anh Evan khả sẽ mua bánh cánh anh em. Có khi anh xong lên top 10 server luôn anh em. Nhiều người không xem anh ghê đúng rồi anh em. Hồi sáng giờ anh em cứ bảo nói chung thì Khải cũng muốn gom hộp Evan đó cho nó đầy đủ. Rồi Khải mới ăn cho anh em xem. Chứ hồi trưa mới có hơn 1k mà sao ăn được anh em. Hồi nãy là Khải mua thêm 2k. Khải mua thêm 2k với OLED bán mọi thứ 1k là thành được. Là mới đủ anh em. Ông quả đang thần sầu sao khác quả bổ khoe rồi ta. Chắc mở bàn đi bàn khác. Đổi tên mà đổi tên bàn anh. À đổi tên bàn, tụi đi tụi khác. Ủa OLED còn mua quả quả không OLED? Quả kinh nghiệm, ấy quả điểm không? 200 xu, 200 xu bán mình. Đụng, mua 200 xu vậy? Trời ơi, giá quả đó là như thế mà. Chứ còn 300 xu còn ra mọi cổ quá. Ờ, thường ra mọi cổ không ai mua. Đây. Tại vì lấy nó nhường tới cái quả này đi. Dương Châu nè, nó bị đá qua Dương Châu Đông về nè. 2 1 k cái mới đủ anh em ơi, đang gộp 200 đúng không? Đó, ừ, thì anh em thì để chuyện anh em mua bao nhiêu là mình bán biết nhiêu. Là đúng là 6 là nó lùi ra quá ra cho mình. Anh bắt event đó là lên đấy. Mắt Evan lên 94 không anh em? Chắc là lên được ấy, khoảng 2.5. 2.5 đúng không? Tầm này chắc lên 94 rồi, 94 chắc khoảng 5% á. Theo khả đoán là 94 5% á, anh em dự đoán thử anh em. Anh em dự đoán thử. Anh em dự đoán thử như thế nào? Khải là dự đoán khoảng 94 5%. Khải chỉ đoán lên cấp 94 5% anh em ơi, tầm 5% thôi, không có nhiều lắm đâu. Trả chưa ta? Trả rồi ông nội. Ừ, đó thì trả rồi. Ok thôi, ok. 200 gì nữa, đúng không? Ừ, ý anh treo rồi. Anh xong rồi vừa tiếp tục có chuyện chơi border á. Nói ngược lại trả cho ta hết hồn luôn á. Tiền anh em mình mua được 3 ký thịt heo ăn. Đúng rồi, cái đó là chuyện lớn. 20 triệu 30 triệu 40 triệu 40 triệu này. Nó lách này mày, nó không dính kìa. 40 triệu 50 triệu này. 65 triệu này. Bạn ai có free top không? Bán cho tôi ơi. 65 là 85 triệu này. 85 triệu là 105.
mua ca cái lá chuối nữa nè mày, mua ca lá chuối nữa. Mua cái này nên hơi lâu. Không có bán một lần 1.000 á, nên là mua từng cái nó lâu quá nè mày. 93. Lại bảo lấy tổng kim kinh nghiệm đan đấy nhỉ? Top cấp à, top cấp 94 nè mày. Top cấp 94. Top cấp 94. Đó. Top cấp 94. Top cao nhất là 96. Về lên 95 luôn ạ. À? Về thành đô đông đi không? Nhà tôi tất anh gà đá không ạ. À? Đủ ngon vậy, nghĩ người đây đừng sợ. Má gà đá tiền không không nổi. Bùi luôn nè. Đợi 94-40% ok này. Anh em ai đúng đúng Khải tiền cạc á. Rồi ok này, Khải Khải ai đúng đúng chính xác. Anh em nào nha, Khải anh em nào đúng đúng chính xác, Khải sẽ tặng anh em một cái cạc Viettel 50. Anh em nào đúng chính đoán chính xác nha, đúng chính xác anh em. Này anh em trên 30 luôn này, anh em trên 30 luôn này. Anh em nào đoán Khải như vậy anh Even xong. Đặt cấp bao nhiêu phần trăm, đúng chính xác Khải cho anh em cạc 50. Khải gửi anh em cạc 50. Nếu như anh em đoán chính xác. Đó, anh em nào tham gia thì like chia sẻ và đón anh em ơi. Like chia sẻ và dự đoán, nếu chính xác thì Khải sẽ ủng hộ anh em một cái cạc 50k Việt Nam đồng. Dành cho anh em đang xem livestream nếu như dự đoán đúng. Là sao biết cháu nói gì nói luôn đi. Ủa hồi qua ông chơi cái gì với tôi phải không? Quyền đang ăn event chơi hết à. Chẳng lẽ hả? Rồi anh em dự đoán một lần thôi anh em ơi, dự đoán một lần thôi để Khải chụp hình lại anh em ơi. Dự đoán một lần thôi để Khải chụp hình lại này. Anh em dự đoán đúng thì Khải là bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Đúng phần trăm thì Khải sẽ gửi tặng anh em một cái cạc 50k. Khải sẽ gửi anh em một cạc 50k. Anh em đoán một lần thôi nha, lần hai không tính nha. Chỉ đoán một lần thôi anh em ơi. Rồi tí nữa mà ai dự đoán đúng thì Khải sẽ kéo cái livestream lại và Khải sẽ phát thưởng cho anh em. Nếu như anh em dự đoán đúng chính xác như anh em, không chênh lệch nha, đúng chính xác nha. Ví dụ như 94-30% thì đúng 30% thì sẽ được, hoặc là 30-31 sẽ không được nha anh em. 31 sẽ không được nha. Ấy dư rồi, mua nhiều vậy trời. Dự đoán anh ơi, đúng rồi anh em dự đoán nha. 94 bao nhiêu 100 năm dự đoán này em ơi. Là 1/1000 đó anh. Dự đoán đi, xong rồi nếu mà trúng thì Khả sẽ gửi anh em cạc 50k. Rồi Khả đi mua gì, gì mua lá chuối vậy? Thì còn quá. 1/1000 đấy. Khả đi mua lá chuối vậy? Nhớ nhớ like chia sẻ cho anh em nhớ nhấn like chia sẻ giùm luôn nha anh em. Anh em nào dự đoán mà không like không chia sẻ là giận nha, ứ chơi nha. Dự đoán là phải ủng hộ Khải một like chia sẻ ngược lại giùm nha anh em. Ok anh em, giờ Khải tiếp tục ép cho nó xong cái bánh gì đây. Bánh tét như là thiếu lá chuối. Bánh chưng là ép nhanh này. À là bánh chưng thiếu lá chuối luôn. Ok. Ép xong cái này anh em. Bị anh em gọi OLED là OLED không đầu. Chuẩn bị nha anh em. Ăn hết event này là được 705 triệu kinh nghiệm. Và từ 92 lên 94 là 600 triệu. Còn một lá chuối, ok, lá chuối. Quá à lột. Cái Khải là gì qua xem. Cái Khải là Duy Khải cái bình nha anh em. Này, anh em đợi chút. Bánh thế. Rồi ok, Khải xong 1.000 event. Xe cho Khải nha. Event tiền xu này. Đó. Giờ bắt đầu ép event tiền tiền xu đó. Tiền xu nữa xong anh em. Tiền vạn xong rồi. Quay cái này đi. Biết đủ không ta? Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, đậu, vừa đẹp. Rồi, giờ ép cái bánh chưng nữa. Bắt đầu đi anh event nha em ơi. Bạn hãy, bạn bánh chưa chín, bạn hãy nhẫn nại. À, cái bánh này hơi lâu anh em ơi. Bánh này hơi khôi. Đúng rồi, anh em like, chia sẻ nhiệt tình và comment số bất kỳ. Khải lên cấp bao nhiêu và phần trăm kinh nghiệm bao nhiêu. Đúng chính xác, Khải sẽ gửi tặng anh em 50k Việt Nam đồng. Tiền cạc, anh em chơi điện thoại cạc nào thì Khải sẽ gửi anh em cạc đó trong vòng. Sau khi cái livestream này kết thúc, Khải sẽ gửi cạc cho anh em. Ok, xong này. Tiếp tục bánh chưng này. Ơi, thiếu lá chuối nè. Hiện tại bây giờ còn một bao nhiêu chuối? 100. Thiếu khoảng bao nhiêu lá chuối để mua một lần rồi em ơi. Từ cả 100 này. Thiếu 750 lá chuối nữa. Rồi ép cái này cho nó khỏi chặt được nha. Rồi. Còn 750 lá chuối nữa đúng không? Khải sẽ mua 750 nữa nha. 1 2 3 4 5 6 7 này 8 này 9 này
10 này, 11 này, 12 này. Ui, má tốn hình dạng gơ này em ơi. Rồi, hết lúa luôn. Ui, má gần một ca dạng của tôi. Gần một ca dạng của tôi còn 75 dạng, vãi rồi. Rồi, tiếp tục. Nhận bánh. Bánh chưa chín, xin hãy nhẫn nại. Ây xà, bánh này nấu lâu vậy anh em. Má chờ anh em đói luôn, anh em đói ruột luôn. À, chờ chút anh em ơi. Thông cảm anh em ơi. Đó, Evan thì cứ như vậy mà làm thôi. Anh em nào mà chưa ép á thì có thể cứ nhìn theo video Khải mà anh em ép theo cũng được nha anh em. Nói chung thì cũng đơn giản thôi. Lúc đầu thì Khải hơi lú nhưng mà khoảng một thời gian thì Khải cũng thông minh ra rồi anh em ạ. À. Đó, chờ tiếp tục. Rồi anh em cứ dự đoán thoải mái. Anh em nào dự đoán rồi thì đừng quên like chia sẻ video nha anh em ơi. Like chia sẻ video rồi dự đoán đúng thì Khải sẽ gửi anh em cặng 50k. Đó, ủng hộ anh em. Nói chung là cũng như là tặng anh em 50k coi như là anh em xem livestream này thì tặng anh em 50k cho vui. À giờ này 10 la chuối à? Ok không sao anh em ơi. Ngay tại livestream ngày hôm nay bình thường là mình phát với giá miễn phí nhưng hôm nay mình sẽ phát với cả. Trận này hơi lâu anh em ơi. Mới có 200 thôi, đợi tí. Giờ nhận cái này là mới 250. 1 phút mới được một lần anh em, 1 phút mới được một lần. Còn nhiêu? 5. Ui, tính ra phải mất hết 15 phút nữa mới xong cái nồi bánh chưng này mà. À 250 này là được 5 phút nè. Là tính ra 15 phút nữa mới ép xong nha anh em. 15 phút nữa mới ép xong cái nồi bánh chưng này nha anh em. Vãi cái nồi chưa? Hãy nhẫn nại cho một tí. Nó không có ghi thời gian nữa mình tính nha. Ok, chờ một chút nè em ơi. 5 phút, 10 phút, 15 phút, trời ơi. 15 phút. Nấu xong mất 15 phút. Nấu xong nồi bánh chưng 20 phút ấy. Nãy 5 phút kia là anh đỡ rồi. Rồi, tiếp tục nấu tiếp. Là còn 15 phút. 750 này là còn 15 phút nha anh em. Đó, đợi tiếp. 15 phút, cứ một một lần 50 cái là sẽ trong vòng 1 phút. Kiểu này cái kiểu làm kiểu này cũng giống như đời thật đó anh em. Cũng giống như ngồi đời mình đó. Mà tính ra ngồi đời mình nấu một nồi bánh chưng đúng không? 50 cái là vậy gần mấy tiếng đồng hồ là 1 phút là nhanh rồi anh em. 1 phút là nhanh rồi anh em. 1 phút là nhanh rồi. Chứ ngồi đời nấu một nồi bánh chưng tầm 20-30 cái nấu gần cả buổi 2-4 tiếng mới xong. Chua vãi nồi. Chờ một chí anh em à. Ok anh em cứ dự đoán. Hiện tại anh em trên livestream của Khải duy nhất trong hôm nay anh em xem livestream. Dự đoán kết quả chuẩn bị Khải 2 Evan, Matt Evan thì Khải lên bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm. Nếu như anh em dự đoán đúng cấp level với lại cùng với phần trăm anh em dự đoán đúng thì Khải sẽ tặng ngay anh em 50k Việt Nam đồng. Nếu như anh em nào dự đoán đúng và chính xác nhất anh em. Dư quỷ là ai giữ ta? Anh em ơi, anh em ơi, chưa ăn được, chưa mai được. Đúng và chính xác nha anh em. Đúng và chính xác thì Khải sẽ gửi anh em. Tặng anh em nhảy lên nhập cái bàn ghi giữ bao nhiêu cho okay, okay. Đến ghi bên bàn mới giữ bao nhiêu này. Là tặng bao nhiêu nha, tặng anh em 50k nha anh em ơi. Khải ghi nè. Nấu bánh lâu như quỷ. Nấu bánh lâu mà. Ừ. Quỷ bàn mới cứ enter 50 phát 330. Đồ auditor Khải 38 là sao? Mắc event. Mắc event rồi anh em ạ, à. Em mắc event rồi. 20. Đồ auditor Khải 38 là sao đẹp? Là sao đẹp? Duy nhất trong hôm nay nha anh em, lâu lâu Khải anh em Vinh làm một cái anh em xem. Đó, tiếp tục. Đó. Rồi, chờ đợi thêm cứ 1 phút là một nồi nha anh em, 1 phút là một nồi là 50 bánh. Hôm qua tại vì hôm qua giấc bánh kìa khét à, giấc rồi anh em. Lấy nhỏ, à đúng rồi. Khải lưu nhỏ gì nấu được không ta? Anh em cho nhỏ gì nấu được không ta? Nó có tính số lần nấu không ta? Khải cho nhỏ gì nấu anh em ơi. Chia ra hai người nấu cho nó nhanh anh em ơi. Má một người nấu mất 15 phút, phí quá. Đây còn nhỏ nấu, đúng rồi. Ý kiến hay nè. Ý kiến hay nè em ơi. Rồi, để Khải lấy clon qua nấu phụ. Anh em biết tại sao mình muốn úp nhanh không? Mình muốn úp nhanh tại vì là hôm qua mình muốn úp nhanh là khi mà mình lên 94 thì cái tỷ
lúc mình đánh quái ra kinh nghiệm nó cao hơn thì nó sẽ nhanh hơn là cái việc ốp phụ này mày đưa cho cái lon nấu bớt 250 cái đi, tí nữa có hết thì tính tiếp. Rồi tiếp tục nấu tiếp. Rồi, 60 giây. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Rồi ok. Được lon nấu nữa này mày. Anh em ai con giữ hộp không? Anh em đừng gấp quá là nó sóng bánh đó anh em. Đừng có đùa. Được mà. Rồi, anh phụ nấu được nha anh em. Rồi ok, anh phụ nấu được nha. Rồi, phụ nấu cho nhanh, hạt nấu cho nhanh anh em ơi. Anh em trên livestream Khải hiện tại cứ việc dự đoán chuẩn bị Khải Max Event sẽ cấp như thế nào anh em ơi. Bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Nếu anh em dự đoán đúng, Khải sẽ tặng anh em 50k tiền tiền cạc ủng hộ anh em. Đó, anh em xem cứ việc ủng hộ Khải. Nó coi nó sống rồi em ơi. Khi nào nó sống rồi em. Rồi tiếp tục. 50 cái. Chờ tiếp em, cứ 1 phút một lần thôi. Một phút một cái này mày, một phút hai bên, một phút 100 cái. Hiện tại Khải đang mua hai hạt á, đang nấu hai hạt á. Đang ngồi xem anh em qua xem livestream ủng hộ Khải. Ôi, vẫn chưa nấu xong luôn, vai lâu vãi rồi. Rồi, phụ giờ mà nấu xong. Má phụ lâu vãi quá. Rồi, tiếp tục. Ai xa. Cố gắng nào. Anh em hôm qua thấy mình mấy trăm vạn rồi, bây giờ mình còn 800 vạn này anh em ạ. Tương Dương. Tương Dương. Nhà môn. Không chuyển thành. Tức là lúc ở trong tổng kim là xong rồi ra là không chuyển thành á. Nghe nói là vậy. Anh tưởng mày biết OLED này. Lúc hết rồi mới không chuyển, còn ra thì còn một bộ bánh à, anh em vào nuốt không? Lúc hết rồi mới không chuyển là sao thầy ạ? Hai con xong này em ơi. Mất áp nó quyết rồi bây giờ. Mất hết. Nếu mà ông nhảy thẳng thường thì nó mất. Tiếp tục. Hiện tại Khải đang anh Evan nha em ơi. Chuẩn bị Khải mua, đang chế biến Evan chuẩn bị anh nha em ơi. Gần xong rồi. Chuẩn bị Khải sẽ lên Hoa Sơn cánh kỳ trường. Anh cho anh em xem. Anh em đang xem livestream thì hãy dự đoán chuẩn bị Khải up bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Nếu như chính xác và dự đoán đầu tiên, anh em sẽ nhận ngay phần quà 50k tiền cạc nha anh em. Đó, ủng hộ anh em tiền cạc luôn. Cho nó ngầu anh em ơi. Hiện tại nấu gần xong rồi. Còn bên này 5 phút, bên này 2 phút nữa thôi. Tầm khoảng 3 phút. Khoảng tầm 5 phút là Khải nấu xong. Cho chị cũng bớt cho nó 100 cái nữa. Là bên kia nấu thêm 1 phút. Bên kia nấu thêm 2 phút chứ. Bên kia nấu thêm 2 phút. Bên này nấu thêm 2 phút nữa là cho xong này. Chia ra. Ây chà, chưa lấy chạm. Ui, đây. Chạm nè. Thịt heo, ây chà, chưa lấy thịt heo, vãi nó. Tiếp tục. Nấu bánh trứng. Đó, chia cho. Đồ không anh em? Có chứ. Rồi, tiếp tục. Hai hạt nấu một lần mới nhanh được anh em ơi. Anh em mà lần sau có anh á. Làm hai hạt anh nấu cho nó nhanh. Chia cho nó 2 phút nè. Đó, một thứ 100 cá là 2 phút. Ôi, đậu xanh cho nó lái kia của mình rồi. Má, cái này nó chia xuống này của ta. 50 củi khô, vãi nội, 50 củi sắp, vãi nội. Ta cà phê uống vô đây, uống hết rồi anh em ạ. Đó, chia cho bên này 2 phút. 100 cá là 2 phút nè. Mới hợp sữa cho ba chỗ. Rồi, ok, sắp xong rồi nè em ơi. Bánh sắp chín rồi nè em ơi. Ok anh em dự đoán nhiệt tình anh em ơi. Anh em dự đoán xong thì đừng quên nhấn like chia sẻ giúp Khải anh em. Nói chung là mình uống cà phê chắc dự đoán xong anh em đừng quên nhấn like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Anh em chỉ dự đoán một lần thôi nha anh em. Lần thứ hai không tính nha anh em. Anh em chỉ dự đoán một lần thôi. Là Khải sẽ tính cái dự đoán lần đầu, dự đoán đầu tiên. Khải sẽ lấy cái dự đoán đầu tiên. Nếu như anh em dự đoán đúng thì sẽ được 50k. Đó.
Nên ví dụ như anh em spam 3 4 lần đi thì Khải sẽ lấy cái đầu tiên thôi. Không lấy cái thứ hai, thứ ba nha anh em. Không chỉnh sửa nha anh em. Anh em chỉnh sửa là Khải biết nha anh em. Anh em chỉ cần chỉnh sửa cái bình luận là Khải biết nha anh em. Ừ, bị bung event, bị bung event. Đoán là 94-10% anh em ạ. Ok. Nếu mà 94% mà khoảng tầm 9% chắc mình không ăn được quả này đấy. Anh em mà cứ sắt nút thế thì ai đỡ được. Phải chính xác nha, sắt nút không đỡ được nha. Ví dụ như anh em dự đoán 94-10% mà anh em 94-9% là cũng không được nha anh em. Cũng không được nha, phải đúng nha anh em. Còn phần trăm nhỏ sao không tính. Đó. Phần trăm nhỏ sao không tính, anh em chỉ việc dự đoán thôi. Vui anh em ơi, nói chung là dự đoán này vui chứ. Anh em mình dự đoán này nọ vui chứ. Thưởng anh em, tặng anh em 50k chơi. Rồi. Rồi, gần xong rồi anh em ơi. Bánh gần xong rồi. Bên này còn 1 phút nữa. Nấu bánh chừng hơi bị lâu anh em ơi, hơn là mình ăn hai ạc á. Chứ một ạc là càng lâu nữa. Đó là hai ạc anh phụ anh em. Nên hai ạc nó nhanh. Bây giờ nó lên chậm mà. Trời ơi có bãi như này là anh không có tưởng đánh nhau. Má những cái ạc kia em chắc phải gần 100k để tích lũy á. 1, 2, 3, 4, 7, 8 con. Không biết làm gì luôn. Đánh nhau, tranh nhau. Gần xong rồi, 1 phút này mày. Mấy chục giờ nữa thôi. Anh em cứ từ từ, à, anh em nôn quá bánh nó sượng nó cháy hết. Chưa đủ lửa. Ok, rồi. Bên này phụ nấu 1 phút nữa là xong. Phụ một phát cuối là xong nha anh em. Phụ một phát cuối nữa là xong. Ok. Chờ một chút anh em ơi, xong rồi. À, ok nè, chuẩn bị chốt nè, đúng 11 giờ nha anh em. Đúng 11 giờ thì cái livestream bình luận dự đoán sẽ kết thúc nha anh em. Đúng 11 giờ những dự đoán sẽ kết thúc nha anh em. Còn 3 phút nữa nha anh em. Đúng 11 giờ Khải sẽ nghe Vinh. Và những dự đoán của anh em sẽ khép lại vào lúc 11 giờ. Anh em dự đoán Khải anh full 2 event lên bao nhiêu cấp cộng phần trăm dự đoán đúng nhận 50k. Ví dụ Khải 94 50% đúng 23 giờ hết kết thúc dự đoán đúng 23 giờ kết thúc dự đoán nha anh em. Đúng 23 giờ kết thúc dự đoán nha anh em. Còn 2 phút nữa thôi anh em ơi. 2 phút nữa sẽ cái dự đoán sẽ chấm dứt nha anh em. Rồi xong. Cho anh em dự đoán lần cuối này, anh em dự đoán nhanh này, còn 2 phút nữa thôi anh em ơi. Đúng 11 giờ Khả sẽ chấm dứt dự đoán và sẽ bắt đầu anh event nha anh em ơi. Anh event rồi, nó cho thêm cái bánh gì nữa ta? OLED ơi. Nó cho thêm cái bánh gì nữa đúng không? Nó cho thêm bánh rồi, gì anh có kinh nghiệm không? Nó cho một. À, cái đó cái bánh kỹ năng thì cái... Không, bánh cái này không nói cái bánh gì mà anh có kinh nghiệm á. Xui. Hên xui ra loại event thường nha. Hơi xui 200 cái event tiền vạn á. À là ấy là hên xui là nó cho ra được 200 cái event tiền vạn nữa. Đúng rồi, cái là cái đó là cho anh cái lon ăn thôi chứ anh chấm này anh mát rồi mà. Đúng rồi. À ok. Cái này không có bán thiên sơn ta. Anh em nào có cục thiên sơn nào bán cho anh cục anh em ơi. Để em chết đặt có cho. Ừ có mà. bán anh một cục mấy chục xu anh cắn cái vịnh vui rồi. Giờ thích cho không biết bán. Anh có rồi anh em ơi. Ok em nha. Ok bộ yêu có rồi. Rồi chuẩn bị anh em vịnh. À. Lên hoa sơn cảnh kỳ cương nha anh em ơi. Anh em chuẩn bị dự đoán nha. 1 phút nữa sẽ chấm dứt dự đoán. 1 phút nữa sẽ chấm dứt dự đoán nha anh em. Biết chơi ra em đưa xu nè, ớ kìa. 1 phút nữa sẽ chấm dứt dự đoán nha anh em. Còn 60 giây. Khả sẽ tính theo cái thời gian trên game. Anh em thấy không? Thời gian trên game này. Ngày 20 tháng 1 này, 22:59 này anh em thấy không? Thời gian trên game này. Đúng 23 giờ Khả sẽ chấm dứt dự đoán và sẽ bắt đầu cắn Evan. Không biết sẽ lên bao nhiêu cấp nha, cái đó là dự đoán của anh em thôi.
Rồi đứng ở đây chờ một tí nè em ơi. Ủa? À, cái này là bao chất BK10 có rớt kim không? Có không không. Kim không rớt nè. Rồi cho anh em còn 30 giây. Còn 30 giây để anh em dự đoán. Anh em dự đoán xong đừng quên like chia sẻ giúp Khả nè em ơi. Nếu anh em dự đoán đúng cấp với kinh nghiệm thì anh em sẽ nhận được 50k từ từ Khải. Khải sẽ gửi anh em 50k nếu như anh em dự đoán đúng cấp với kinh nghiệm. Anh còn nguyên liệu không? Vứt em mấy chục cái. Dọn rương hả? À, ok. Anh đâu có nhặt đồ đâu, nguyên liệu. Khải cất cái rương này đó. Anh này anh còn 20 cái nè đó. Rồi chưa, lấy chưa? Ok. Rồi hết rồi. Em gom đủ 1k. Giờ em chưa ăn đâu, giờ em sẽ đi bán. Rồi ok anh em. Giao dịch lại đi, giao dịch lại đi. Sạc rương rồi đó. À, em cho anh cái này nè. Rồi coi đúng 23 giờ chưa, đúng 23 giờ chưa. Rồi ok nha, anh em chấm dứt nha. Chấm dứt hả? Anh nhiều lắm. Chấm dứt dự đoán. Dự đoán. Đúng rồi. Rồi ok. Chấm dứt dự đoán nha anh em. À, em mua cái này cho anh nè. Có 2 chấm dứt dự đoán anh em ơi. Ok. Sao Nguyễn ngừng chắc của Khải là bây giờ Khải sẽ nghe mình ơi. Cánh may mắn này, may mắn này. 1, 2. Ok. Đầu tiên Khải sẽ ăn Evan tiền vạn trước. Evan tiền vạn trước. Cái quả tiềm năng nè, người ta bán 200 xu á. Rồi, đã chấm dứt dự đoán anh em. Anh em đang xem thì hãy like chia sẻ anh em ơi. Like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Vô. Tụi nó bán 200, 200 lọc, lọc. Hãy mua nha. Họ. Hiện tại bây giờ kinh nghiệm là lên được cấp 92. Là mắc đó. Tầm 200 thôi. Ok nha. Rồi, thank you em. Cái này mặc định của nó là mình ăn mắt Evan rồi mình có về lễ quan hay chỗ nào để mình nhận thêm móc kinh nghiệm không ta, hay là móc kinh nghiệm nó tự cầm luôn? Không. Tự cầm luôn đúng không? Người luôn. Ok. Rồi, sau khi ăn 1000 này được gì đây? Ăn 1000 tiền vạn chỉ được cái chữ lộc thọ không anh em ơi. Má gì lộc thọ nhiều vậy? Đó, được lộc thọ thôi. Lộc gần 120 cái và thọ gần 120 cái và 30 bình tiểu. Rồi giờ cất hay cất rương cái này nha anh em, cất rương cho khỏi trận rương nha, tiếp tục ăn tiếp nha. Anh em dự đoán 94 cấp đúng không? Đa số anh em dự đoán 94 cấp là khá là nhiều. Mà phần trăm thì không biết anh em dự đoán có đúng hay không. Thì cùng chờ đợi nha anh em. Biết anh em dự đoán đúng hay không? Đợi một chút. Khải dọn rương rồi đó. Khải cánh bớt ba cái máu này cho khỏi chặt rương nè. Đó. Rồi tiếp tục. Khải sẽ tiếp tục lần này. Ok. Cảm ơn nạ cho đẹp trai. À, em cho anh cái này nữa nè. Rồi, lại tiếp tục. Còn có anh đây nữa. Biện kinh đúng không? Mà em nghĩ cái này. Vô, vô. Anh Yên Vân em ơi. Đa số em dự đoán 94 cấp là nhiều đúng không? Khải anh hết được bao nhiêu đây? Đổi lỗ lắm nha anh, đừng đổi. Thôi giờ cấp. Lấy đi. 93. Vứt luôn nha. Vứt luôn. À, như đây. Thiết là hán à. Hai thiết là hán à. Ôi thiết là hán nhiều nha. Một bánh này. Một chì này. Chì làm gì vậy? Ôi da. Không có bánh luôn em ơi. Mình đen vậy. Má mình đen dữ ta. Hai cục tinh không. Không có bánh luôn. Chết bà rồi. Chết bà rồi. Chết mình rồi. Chết mình rồi em ơi. 94 kìa. Đó. Để xem bao nhiêu phần trăm đây. Sẽ dừng lại từ vị trí nào. Sẽ được bao nhiêu phần trăm. Rồi xong. Khải lên 94, 33%. Để coi ai trúng. 94, 33%. Ai sẽ là người dự đoán đúng? 94, 33% đứng im, đỡ Khải tìm nào. Người nào dự đoán đúng, nhanh và chính xác nhất sẽ nhận ngay 50k vì đồng đồng. 94, 33%. Hiện tại bây giờ trên này đợi xem ai dự đoán đúng, đây rồi. Đợi xem ai sẽ dự đoán trúng. Đợi chút em ơi, hiện tại Khải đang dò từ dưới lên trên là có một người trúng rồi nha. Có một người trúng nha. 11 giờ rồi kìa, hello. Có một người trúng nha anh em. Nhốt. Đây, Thái Phan trúng thứ hai là Thái Phan trúng trước này. Tiếp tục. Alo, ai đi không? 94, 33%, hi này, hi trúng trước này. Tiếp tục, ai đây? 94, 33%. 94, 33%. 94, 33%. Hiện tại bây giờ là đang có người thứ ba trúng. 94, 33%. Xem được, Khải đang xem. 94, 33%. Lê Tuyền luôn anh em ơi. Lê phát Lê Tuyền luôn anh em ơi. Nhiều quá à. Đi anh em ơi. Lê. Bạn phong độ anh em nhá.
94 và 3%. Hiện tại Hi Hi vừa trúng này, Hi Hi là người dự đoán nhanh nhất, để xem còn ai không. Anh em trưởng lão xét xét lại auto đổi màu nhá. 94 và 3%. Tên bạn kia cao. Có độ anh em ơi, có độ anh em ơi. Bạn kia có một Khải không? Khải đang lô tô. Anh đang lô tô chờ chút. Rồi xong hết rồi anh em à. Được Khải tua lại cái livestream này. Rồi rồi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Còn tớ bên đang mua máu nè. Đi em ơi, anh em cứ hết vòng phòng phong độ mọi người, xuống vòng phong độ. Khải đang chết nha anh em. Anh em đợi chút nha. Khải đang hiện tại Khải đang chết người nhanh nhất đó là Hi Hi. 94 và 30%. Hi Hi 90 33%. Được Khải coi còn ai hơn Hi Hi nữa không? Được Khải coi còn ai hơn Hi Hi nữa không? Khải chết lại cái. Chết nhanh luôn nha anh em. Anh em phong độ xuống một dưới rồi anh em ơi. Khải chết lại cái livestream một chút anh em ơi. Ai sẽ hiện tại Khải thấy người dự đoán nhanh và đúng nhất đó là Hi Hi 33%. Đó là Hi Hi 94 và 30%. Khải tua lại cái video là còn comment anh em. Thề luôn nhá. Tua lại video một chút. Hi Hi dự đoán nhanh nhất. Có 3 người dự đoán đúng nha anh em, nhưng mà Hi Hi nhanh nhất nha anh em. 2 hiện tại bây giờ thì thấy alo anh em nhảy xuống phòng phòng độ 1 2 3 4. Anh em đi phòng độ, nhảy xuống phòng phòng độ với em kìa anh em. Xuống phòng phòng độ anh em ơi. Rồi em online hoạt phòng độ anh em. Hoạt động này có tiền đấy. Chơi game tiếc tiền hay sao phải đi xin ngựa. Ok anh em, chúng nha, Hi Hi dự đoán đúng nha anh em. Hiện tại là có 3 người mà Hi Hi dự đoán đúng chính xác và nhanh nhất. Rồi ok. Ok ok. Ok. Hi Hi nha anh em, hiện tại thì là mình thấy Hi Hi nha anh em ơi. Trước mắt là mình thấy Hi Hi, đợi tí nữa mình chết lại cái livestream rồi mình sẽ phát quà vào ngày mai nha Hi Hi ơi. Nếu như mà Khải chụp hình lại mà có ai dự đoán trước em nữa thì coi như là em không được nha Hi Hi. Tại vì là những cái bình luận nó bị trôi á. Nhưng mà phải kết thúc livestream thì bình luận nó mới phát lại được. Thì lúc đó Khải sẽ chết lại một lần nữa nha Hi Hi. Trước mắt thì là Hi Hi là nhanh và chính xác nhất. Còn những bình luận ở trên nó đã bị trôi, Khải không thể xem được. Nên là hiện tại bây giờ á, Khải sẽ đợi cái livestream này off. Rồi tí nữa Khải sẽ chết lại một lần nữa. Nếu như Hi Hi trúng thì Khải sẽ gửi cho Hi Hi 50k tiền tiền cạc hoặc là gì đó. Tại vì em lái nha em ơi. Hi Hi là gì trong game? Hi Hi là củ kẹ hả? Hi Hi ơi. Ok đúng rồi, ở phía trên bị trôi nhưng mà kiểm tra lại thì có Hi Hi. Hi Hi là nhanh nhất, có 3 người dự đoán đúng nha anh em. Hi Hi là đầu tiên nhanh nhất. Còn lại thì nó bị trôi thì đỡ Khải xem lại bên trên. Nếu như ai dự đoán đúng hơn thì Hi Hi coi như là bị bỏ và người trên sẽ nhận. Đó và thôi. Khải đâu ăn thiết là hán đâu anh em. Khải chưa ăn cái gì luôn á. Hiện tại bây giờ là Khải chỉ ăn xong cái này là xong. Đó, hiện tại bây giờ nó đang chốt là 94 33%. Khải ghi như này cũng đỡ ngày mai quên. 94 33%. Đó là anh em dự đoán. Dự đoán đúng nhận 50k. Hi Hi này. Hiện tại trước mắt là Hi Hi nha. Còn ngày mai tí nữa Khải soi lại thì nó như thế nào thì anh em sẽ nhận lại phần thưởng sâu nha. Đây Hi Hi. Hiện tại trên YouTube là Hi Hi. Đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi ok chưa? Hi Hi đồng ý chưa? Tại vì nó bị choi spam comment rất là nhiều. Đi phong độ đi đã. Ừ em ơi. Ok ok. Đã lên nè. Đủ giờ rồi. Máy chặt rương dữ ta. Má anh chặt rương rồi, đéo đi được rồi. Không kịp giờ đâu, anh biết kịp giờ, anh full rương thì sao đi ta. Đang cắt rương. Đang cắt rương này mày, chờ tí, má không biết kịp không này. À, rừng này chặt lắm. Lọc nè. Lọc nè, ui xa, mấy chặt rừng quá, mấy chữ này chặt rừng quá.
Mới kịp không anh em ơi, má chặt rừng dưới trời. Phong độ ok. Thôi thôi lên thiện em ơi, không kịp giờ này. Má sợ chở giờ quá. 19 bình, mua thêm bit mana nữa quất này. Sợ không kịp giờ em ơi. Đồ má sẽ biết thiền chạy chưa trời. Thiền chạy chưa đây. Má còn 2 phút cuối mới chạy kịp không trời. Thôi xong. Má lên thiền chỗ rồi. Không được không được. Chở rồi em ơi. Chở vô rồi. Kia. Anh lên không kịp nha anh em ơi, đánh đi, không không kịp. Chở vô rồi, chạy lên không kịp. Rồi, nó coi được cái gì. Đó, dự đoán đúng Khải Lưu đạo nha, thiết là hắn này. Anh khỏi chặt rương em ơi. Mới nên chặt rương quá. Bao nhiêu thâm kinh. Ôi, mới tính ra mình được có một bánh trời. Một bánh này, hai bánh này. Nó bao bí kíp. Phổ đồ mật tịch Adel. Rồi ok. Ta bây giờ thì được rồi. Hàm số tổng pháp này. Chặt rương rồi anh em ơi. Không chỗ đỡ rồi. 1, 2 thì tinh khá nhiều, tinh hồng là 4 viên. Là bao một, ấy cái này là gì vậy? Bao đồ xì năm mới là gì đây anh em? Cái gì vậy? Một khoáng minh thạch, bái rồi. Bao đồ xì rồi nữa mới ghê chứ. Cái này phải chỉ được mấy cái. Mấy cái gì? 3 chỉ khó lấp lánh rồi. Ôi, mua không được luôn. Không được, 3 cái mới mở được này mày. Đụng mấy cái này chặt rừng mà ta. 4, 5. Tụi mấy này là ngồi nè. Lọc, 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 lọc này. Thỏ này. Ủa? Sao thỏ này không cho thỏ kia ta? Câu chúc lộc thỏ. À đụng mấy cái kia khó nó không cho trời. À, 4. Ai, chặt rừng quá, chặt rừng quá. Nhìn chó này mày. Phong độ. Tiền phong độ các kiểu. Rồi, ok. 1 2 3. Trong ra được con chiếu dạ 1 tháng này em ơi. Hơn 1, đâu 10 ngày chứ. Không tới 1 tháng, 10 ngày. Chiếu dạ 10 ngày. Sao cho mình 1 ngựa ta? Trên kia nó mặc định cho 2 ngựa mà OLED. OLED này. Ở trên kia là nó mặc định cho 2 ngựa mà sao đây có 1 con người ta? Một người thôi hả? À, thế ra mình còn con này là ngon rồi nè. Đồ thiên thổ lộ này không bỏ trong được trời. Dọn rương chút này mày, thiên thổ lộ này. Và tí đi chan này, đó. Bán này phổ đồ mật tịch này nọ này. Rồi ok, xong. Dọn rương sạch sẽ. Hả? Tốt nhiều. Top 13. À. Mình anh em Vinh là phải rượt mượt rồi đúng rồi. Tại vì lúc đầu đã hơn rồi mà. Sao thua được. Lúc đầu đã hơn cả mớ rồi mà sao thua được. Bạn người ta nó kinh. Lúc đầu hơn cả cấp mà.
Rồi. Đó. Tí nữa Khải sẽ soi lại video, anh em nào trúng thì Khải sẽ nhận cho anh em nhận 50k nha. Hiện tại anh em nào xem trên livestream Khải thì cũng biết. Thì ai comment thì mình cũng nhớ mà. Ok. Lọc. Không xếp được anh em ơi, 50 cái là full rồi, không xếp chung được. Nè, lọc này. Không xếp chung được anh em ơi. 50 cái là full nè. Lọc này. Thò. Đây. Có 1k3. Để mua thêm ai bán anh mua thêm. Anh mỗi người bao nhiêu cặp là mát ta? Mỗi người 2 cặp. Để mua 1 cặp nữa. Hai phải mua 1 cặp nữa, 1 cặp nữa thì tầm 600 xu. Tầm 600 xu được rồi. Một cái 300 xu cho mấy? Một cái nào 300 xu? Một cái bánh. Một cái bánh bây giờ cộng 1 điểm kỹ năng mà lại không có thời hạn. Với một cái bánh 5 điểm kỹ năng giống như một quyển võ lâm bất tịch á, không có thời hạn sử dụng mà. Ừ nhưng mà hồi nãy nó bán anh em mình bán bao nhiêu đó? Trời ơi nó bán toàn vài kim mà. Vài kim. Nói chung là bây giờ là nó cứ như cái quyển võ lâm bất tịch á, nhưng mà nói chung giá nó không bằng thôi. Ừ sao bằng được? Tối đa được 2 quả nhưng mà nói chung là giá bây giờ ông trả rõ giá là thằng trên trời làm dưới biển mà. Mỗi thằng hết một giá có định giá được cái đó. Đúng rồi. Sao biết lần được. Nhưng mà không có giá là dưới 1 kim đâu. Nhận móc rồi. Cái này nhận móc rồi anh em. Cái này tự động nhận móc rồi, đâu cần nhận đâu. Cái này tự động nhận móc rồi anh em ơi. Không cần nhận gì hết. Ồ, má lục tiền lên 3k8. Thôi, vô tung kim thôi. Cái này vô tung kim quái thôi anh em. À thôi khỏi đi. Anh Linh mua một cặp là 3 kim đấy. Tầm này tống kim không ăn thua anh em ơi. Tầm này tống kim ít người lắm. Vào đánh chán lắm. Được rồi, hãy coi còn. Hãy coi còn với làm ta. Hiện tại 1, 2, 3 xong rồi vứt này chặt chỗ này. Bài nào bị cả hết? Tăng hàn lận này. Thế thôi là được rồi bạn. Bây giờ anh em cứ muốn bãi ngon anh em phải đánh nhau anh em bung. Anh em bung BK thì anh em bằng hòa. Rồi chặt rương, hết chặt rương luôn nè. 2 bình 8 tiếng 1 7 bình. Rồi ok xong. Reset hàng Ok đợi Khải di chuyển thành nữa anh em. Nó có reset hàng không? Tới là quang rồi. Tăng. Ấy được vừa được cái lột gì vậy? Một cái mũ đầu khắc. Thời gian kết thúc. Di chuyển thành rồi anh em ơi. Chưa cập nhật anh em ơi. Mới quá chưa cập nhật được anh em ơi. Mới quá. Anh em thấy không? Thế là mình chỉ thua Khải 20% kinh nghiệm thôi. Mới quá. Không nhập được. Mình thua Khải thuộc cấp. Mình phải thua cấp rưỡi. 20% bây giờ là thua cả trăm kinh nghiệm, cả trăm triệu á, ít đâu. Khải bây giờ đang bao nhiêu triệu kinh nghiệm? 115, chắc OLED cũng thua tầm khoảng 80 triệu. Mình bây giờ 50 triệu. Thua 60 triệu. Rồi, ok. Giờ định vào đánh tống kim mà tống kim chán lắm anh em ơi. Tầm này không có người luôn á. Ghép chữ chỗ nào anh em? Mình từ top 5 mấy rồi, mình nhoi lên top 1x là vãi lộn rồi anh em. Bây giờ bọn nó ăn đi phần sa phu này không được. Phải đi phần sa phu mà nó không reset hàng. Khoảng tầm 2-30 top rồi. Không reset hàng anh em ơi. Trung quy sau event là mình cũng lên được 20 top. Mới quá không nó không reset. Nó trung bình của mình là khoảng tầm 50-60. Còn sau event bây giờ mình đang là top 10 mấy. Mới quá nó không reset được. Anh em không? Mới quá này mày. Tống kim anh em thích đi tống kim không anh em? Tầm này vô sale là đánh bao top luôn á. Không cần đánh trước mà tầm này vô sale là đánh bao top anh em. Bao top là chắc rồi nhưng mà đánh tầm này chán lắm. Vô đánh tốn phi lắc lệnh bài mà không có ai đánh hết. Chạy vòng tìm người mệt bỏ bà luôn. Anh em chạy dữ quá nên là tìm không được người. Khải. Hả? Bây giờ mà đi chan. Đi chan mà đi gặp một xe mà tám thằng có cái vòng dưới chân thì cũng ớt nhỉ. Mấy cái lọc gì đó để làm gì anh? Cái này đỡ ép. Bỏ tống kim này anh em, đúng rồi, ít lắm, tống kim trắng lắm anh em ơi. Giờ vô tống kim trắng, trắng vãi nồi luôn. Nói gì bà Lanh ơi. Oh yeah. Hit by my side. Oh yeah.
không được em ơi. Chứ mà chưa đâu, phải cả người chắc khoảng đúng 12 giờ nó mới cập nhật hàng lại. Đúng 12 giờ này em ơi. Trên này nó chưa cập nhật là Thái chưa cập nhật đâu. Ôi, trên này cập nhật rồi mà hàng chưa cập nhật này. Vãi rồi. 94. Khi nào hàng không có rồi. Không có hàng rồi. Giờ làm gì đây anh em? Ta bây giờ nhiệm vụ cũng hết rồi. Giả tẩu cũng xong. Bây giờ chắc vào tổng kim chơi thôi anh em ơi. Thôi, vào tổng kim chơi đi anh em ơi. Đánh sàng vui vui cũng được anh em. Thằng Khải cánh bước mà thích là hát khỏi trận rương nè. Đó. Thôi, vào tổng kim chơi đi. Tổng kim chơi nha. Tầm này có 3 lát thôi anh em ơi. Đánh 3 lát nha, 3 lát hơi yếu. 3 lát hơi yếu nè em ơi. Hãy làm trận tổng kim đi. Đánh ba lát nó hơi yếu một chút nhưng mà cố gắng anh em ơi, cố gắng đánh sẽ được không sao cả, vì tầm này cũng đánh được mà. Chăn đồ mà. Ok thì thôi đi chăn đồ anh em, không tống kim thì đi chăn đồ. Ok được thôi, vì cánh may mắn chăn đồ thôi anh em. Ghép chữ hả? Đâu ghép được anh em. Ghép chữ này làm gì đâu, phải có cái mâm ngũ quả mới ghép được anh em. Phải có mâm ngũ quả mới ghép được may mắn. Giờ ghép cũng không được. Cha nè, mua quá tử nè. Hai. Mua thêm 10 bình quá tử nữa. Đó. Nói chung là ngày nào khẳng cánh quá tử mà trả được gì. Ngoài xàm tí ok anh em này, ok nè. Giờ là Khải sẽ đọc comment của anh em và chém gió anh em này. Anh em có cái gì hỏi hoặc là gì nói chuyện là comment Khải trả lời anh em chơi nè. Lên bã cho anh thôi. Tầm này lên bã cho anh thôi anh em. Nói chung là cái event lúc nãy là có người trúng là vui rồi anh em ơi. 94, 33%. Đó. Có anh em vừa đoán đúng là quá hay rồi. Tưởng không trúng nữa mới căng ra trúng là ok rồi anh em. 94, 33%. Quá chuẩn. Hạng 10 hả? Mang chiếu dạ nhìn cho trăm bộ mà. Chiếu dạ hả? Ok. Lá chiếu dạ mang. Gì đâu nè. $400 hả? $400 này khoảng 30k Việt Nam đồng anh em ơi. 40 xu là 30.000 Việt Nam đồng anh em. 30.000 Việt Nam đồng nha. À, ok. Tầm 30.000 Việt Nam đồng anh em. Nói chung là một ngày khả tranh hơn 20 bình quá tưởng là hết khoảng gần một kim là gần khoảng gần 70.000 anh em. Gần hết 70.000 Việt Nam đồng á. Không biết đâu. Rồi giờ tranh thôi. Lên bài tranh thôi anh em. Bài khá thì cùi cùi rồi em ơi. Cũng chan cũng tạm tạm. Chung không được VIP lắm. Chung là đủ có kinh nghiệm để sống qua ngày. Đủ có kinh nghiệm để sống qua ngày. Hoạt động làm qua ngày. Không tính tới phần nhận móc. Nếu nhận móc là ngon rồi. Không, cái này nhận móc là auto mà em. Auto đến móc nó sẽ tự nhận anh em. Đúng rồi anh em. Nè auto nó tự nhận thôi. Được, Khải cắn cho tem nha anh em ơi. Nãy cho tem Khải không cắn. Cắn cho tem một cái đi không sao. Tốn 30 xu. Rồi cho tem anh may mắn. Khải vừa cắn cho tem một cục một cục quớ tưởng rồi nha anh em. Khải mới cắn cho tem. Tầm này cho anh lấy kinh nghiệm tăng thôi. Thường em ơi.
Đấy, thiếu lâm nó mới vừa thành này, đợi chút. Mới vừa thành nó đổi tí độ. Rồi xong. Let's go. Anh hả? À? À, anh em dùng Auto 1.9. Mở nhạc vô dương hả? Ok anh em. Được rồi, mở tiếng nhạc anh em nghe. Trung tâm này thì cũng hết nhiệm vụ anh em ơi. Anh em Evan xong thì cũng hết nhiệm vụ rồi, giờ chỉ đi chan thôi. Không biết là ngày mai lên hạng bao nhiêu. Tí nữa chắc khoảng 12 giờ nó sẽ up hạng anh em ơi. Đúng 12 giờ, theo khai người nó đúng 12 giờ sẽ up hạng anh em. Đúng 12 giờ tối nay sẽ up hạng đấy. Rồi, ok. Rồi, mở nhỏ nhỏ nghe cũng được mà anh em. Mở nhỏ nhỏ nghe. Ôi, có vẻ như Khải hết Khải hết cái máu su, cái máu phục hồi máu mana. Ok. Cấp cao nhất hả? À? Đây nè em ơi. 96. Túi y tế đúng rồi. Bên kia hàng 2, bên này hàng 10 á. Anh em đang xem này, ai chưa nhấn like video giúp Khả này mời. Ai chưa nhấn like video giúp Khả này mời. Top 1 môn phái à, chưa này mời. Bên này top 2 môn phái thôi. Top 2 môn phái. Biết là có lên được top 10 không? Tại vì cánh máy quá, mấy cái lỡ bao là háng luôn đi. Có tìm em ơi, có tìm chứ. Chỉnh auto, chỉnh thời gian nó có tìm mà. Chỉnh thời gian nó có tìm mà em. Chỉnh ngay chỗ cái phần luyện công á. Luyện công rồi chỉnh vô, ví dụ như là mình lưu trong Safu á. Cái nơi mình đang muốn tranh là nơi đi qua bao nhiêu thì mình sẽ chọn theo số thứ tự của nó. Rồi nó sẽ tự động lên và mình nhấn vào cái đoạn tọa độ nơi liền công á. Nó sẽ chạy đúng lên nơi liền công rồi nó sẽ tìm bờ tờ nó vô thôi. Giờ muốn chơi chắc phải mua ạc quá Khải. Đúng rồi Hòn Ngô Việt ơi, mua ạc đi cũng rẻ thôi. Tầm này 9x thì nó dao động khoảng 500-600k. Tầm đó anh em. Nghe mi à. Ngày 10, đây ngày 10 đây, 19/4. À là cánh thiên thổ lộ này mày, quên. Ok. Mấy cánh bên thiên thổ lộ 8 tiếng nè. Hướng dẫn cụ thể hơn đi tại Ngô à, hướng dẫn cái gì tại Ngô ơi.